Với khả năng ngụy trang tài tình, lực cắn cực mạnh và hàm răng sắc nhọn, cá sấu là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất trên thế giới. Những con cá sấu trưởng thành có thể ẩn nấp dưới mặt nước, âm thầm tiếp cận để bất ngờ tấn công bất cứ con mồi nào đi ngang qua. Theo đoạn clip được một du khách ghi lại tại khu bảo tồn thiên nhiên Kavango, Zambezi, Zambia, một con voi đã thể hiện thái độ giận dữ, dùng vòi quăng quật liên tục và dẫm đạp lên một con cá sấu dưới mặt nước. Theo vị khách này, trước đó con cá sấu đã lảng vảng bơi lại gần một con voi con đang uống nước bên bờ sông với ý định tấn công. Tuy nhiên hành động này của cá sấu đã bị voi mẹ phát hiện. Để bảo vệ con mình, voi mẹ đã giết chết cá sấu để loại bỏ mối nguy hiểm. Khi chứng kiến sự việc, vị khách này thực sự sốc bởi trên thực tế, voi là một loài động vật có tính cách ôn hòa, luôn tìm cách lảng tránh những cuộc đụng độ không cần thiết với các loài động vật khác. Do sở hữu kích thước và trọng lượng cơ thể vượt trội, nên voi là loài động vật không có kẻ thù trong tự nhiên. Voi cũng là loài có tính bầy đàn cao, các con trưởng thành luôn tìm cách bảo vệ những con non, đặc biệt voi mẹ sẽ bảo vệ con của mình một cách kỹ càng và sẵn sàng tấn công bất kỳ loài vật nào tiếp cận voi con. Tuy nhiên trên thực tế, voi con vẫn có thể bị lạc đàn và trở thành con mồi cho những loài động vật ăn thịt như sư tử hay linh cẩu, thậm chí là cá sấu.